Chào mọi người, mình là Phúc. Nếu như ai đã xem series cài chay đội tuyển tuyển Pháp của mình thì sẽ không lạ lắm với cầu thủ này đâu. Nhắc tới tiền đạo của Pháp, mọi người thường nhớ tới ai nhỉ? Eric Cantona, Kylian Mbappe, Karim Benzema hay David De và những cái tên mình liệt kê ra chắc hẳn cũng đã quá quen với mọi người rồi. Ok và tâm điểm hôm nay, Oliver Giroud, một cái tên không lạ chắc chắn cũng không mới, nhưng thường trong những trận đá ranh để mà gặp được những huấn luyện viên sử dụng cầu thủ này, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng quay trở lại với bài review nào và Oliver Giroud mùa bét hồng gốc cộng 5 sẽ làm được gì? Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây. Đầu tiên, thứ mà mình luôn tìm ở một tiền đạo là chạy chỗ và Oliver Giroud của chúng ta sẽ luôn biết tìm ra khoảng trống để di chuyển. Nhưng có một điểm thật sự khá cấn ở đây, tuy rằng chạy chỗ hay nhưng tốc độ của anh ta lại hơi chậm một xíu. Nhiều tình huống tuy rằng Giroud đã chạy trước rồi đó, nhưng vẫn bị những hậu vệ như Varane hay Rodriguez, những hậu vệ mà đang phổ biến hiện nay á, níu lại một cách dễ dàng. Và nếu bạn đã quen với những cầu thủ chạy chỗ có tốc độ như Seva, Torres hay Ronaldo thì Oliver Giroud sẽ là một thử thách mới mà bạn phải tập nhiều để quen dần đấy. Tiếp theo, dứt điểm. Nếu như ai xem những bài tuyển pháp cày chay của mình lâu rồi thì cũng biết Oliver Giroud sẽ là một cầu thủ dứt điểm tuyệt vời. Anh ta có thể giúp bạn kết thúc một tình huống hoàn hảo cho dù là sút xa hay đối mặt thủ môn. Nhưng điểm duy nhất hạn chế mà mình tìm được của anh ta chắc chỉ mỗi cái chân phải ba sao thôi qua đến cái chân trái thì không vấn đề nhé dứt điểm luôn tốt và sút xa thì chắc chắn mọi người cũng thấy nhiều rồi bóng đi cứ như là tên lửa vậy thủ môn sẽ không thể nào dễ dàng bắt được những pha bóng đó nếu có vô tình chạm vào bóng thì bóng sẽ văng ra và tạo cho mình một quả phạt góc hoặc là tiền đạo cắn của mình băng vào đá bồi sức mạnh 117, thăng bằng 114, giữ bóng 111, truyền ngắn 113, một bộ chỉ số quá hoàn hảo cho một cầu thủ làm tường và trong game Oliver Giroud thể hiện đúng với những gì được ghi trên thẻ. Trong một pha tranh chấp 1 với 1, bạn sẽ nhận được một Giroud bước ra với trái banh đang trong chân và những đường truyền đến từ chân của anh ta cũng khá hay. Những cầu thủ khác sẽ không cần phải tốn thời gian quá nhiều để xử lý bóng khi người truyền cuối cùng là Oliver Giroud không chiến của anh ta cũng là một thứ mà mình thấy cực kỳ ổn định trong một pha tranh chấp trên không 80% người thắng sẽ là Oliver Giroud từ cái cách mà anh ta chọn vị trí để bật nhảy hay cái cách mà anh ta đè đầu đối thủ để tranh chấp đây vẫn là một điểm mình cực kỳ thích ở cầu thủ này và nếu trong một thế trận hậu vệ đối phương quá đông hãy thử một đường tạt bóng vào trong Oliver Giroud sẽ là người giải quyết vấn đề này cho bạn và rê bóng Oliver Giroud rê bóng không tốt nha trong tình huống 1 đối 1, thật sự rất khó khi các bạn tìm để qua người là dùng Giroud rê bóng qua hậu vệ và theo mình nghĩ bạn chỉ cần dùng Giru là một tiền đạo làm tường, rất điểm tốt là được rồi, còn những cái như skill hay rê bóng thì anh ta vẫn còn là một sự hạn chế. Và theo mình nhận định top 3 mùa ngon nhất ở những mùa hiện tại của Oliver Giroud, xếp hạng thứ nhất sẽ là mùa 23 Totti thứ hai sẽ là 22 UCL và thứ ba chắc chắn sẽ là vị trí của Best of World Cup. Ok, và đó là những trải nghiệm của mình về Oliver Giroud mùa Best of World Cup, về ưu điểm chạy chỗ, dứt điểm, sút xa, không chiến và tỉ đè. Nhược điểm tốc độ, rê bóng và chỉ có 3 sao trên không thuận. Và Oliver Giroud của bài review mình mang về số điểm là 8,5 trên 10 Ok, và đây là những trải nghiệm của mình về Oliver Giroud mùa Best World Cup Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi nào về cầu thủ này Hoặc nếu bạn muốn mình làm thêm về cầu thủ khác Đừng quên để lại bình luận cho mình biết nhé Và hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem Chúc mọi người một ngày vui vẻ